Thưa quý vị, thưa các bạn, trong gần 50 năm qua, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được xây dựng, phát triển trên mọi lĩnh vực, mọi cấp độ và được kế thừa qua các thế hệ. Hiện nay, Nhật Bản đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và cũng là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch thứ 3, thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Có thể nói mối quan hệ hợp tác tin cậy đó đang ở thời điểm rực rỡ nhất và ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy liên kết đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam mới đây của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hội thảo tăng cường hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng được tổ chức một lần nữa khẳng định sự cần thiết và vai trò quan trọng trong việc hợp tác đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp nhằm duy trì kết nối an toàn chuỗi cung ứng, tránh để xảy ra tình trạng gián đoạn như thời gian vừa qua, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang đứng trước nhiều nguy cơ thách thức do dịch bệnh và xung đột lợi ích vũ trang như hiện nay. Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển ở trình độ cao, sở hữu công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và là một trong những nước đi đầu về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế số, xã hội số. Hai nền kinh tế của chúng ta có tính bổ sung và hỗ trợ và có nhiều tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng chuỗi cung ứng. Trước hết, để doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ổn định tại Việt Nam thì công nghiệp phụ trợ của Việt Nam là yếu tố then chốt. Tiếp theo, Nhật Bản và Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội trên nhiều lĩnh vực thông qua chuyển đổi số. Và thứ ba là đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Theo Bộ Công Thương, thông qua các chương trình kết nối kinh doanh, các doanh nghiệp và các tổ chức của Nhật Bản tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương triển khai các chương trình đào tạo, tư vấn đổi mới công nghệ, sản xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam, giúp các doanh nghiệp cải thiện năng suất, đủ năng lực trở thành nhà cung cấp, tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt trong ngành chế tạo ô tô, xe máy, điện tử. Những nội dung này đã được các doanh nghiệp Việt Nam đánh giá cao nhờ tính ứng dụng thực tế và hiệu quả, giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất, sử dụng trang thiết bị hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bộ Công Thương đề nghị Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, JETRO và các tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản cùng đồng hành và triển khai các chương trình, dự án cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, trình độ, kỹ thuật và tái cấu trúc sản xuất dựa trên chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực công nghiệp, đồng thời tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với doanh nghiệp Việt Nam. Nhu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số đang trở nên cấp thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất và sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia,